Tôi xin nhắc lại một lần nữa, nếu như tôi tái trúng cử cái chức trưởng thôn, tôi hứa với tất cả bà con, tôi sẽ làm cho thôn mình vĩ đại trở lại nha. Ngay từ quý 1 của nhiệm kỳ đầu tiên khi tôi đắc cử, tất cả các ông, các bà và tất cả các gia đình ở đây nha, chúng ta mỗi nhà sẽ phải có nhà lầu, xe hơi. Trong nhà mỗi người ít nhất phải có từ 5 đến 20 tỷ tiền để ở trong quỹ tín dụng nha. Đấy, tất cả như thế bà con cứ yên tâm. Tôi đã nói là tôi làm, nếu tôi làm sai bà con cứ chặt cái đầu tôi đi nha. Quyết liệt luôn. Gầm, ông chém nó vừa vừa thôi, bà con người ta chết rét rồi kìa. Ngoài, cái bà này, người ta đang thuyết trình thì bà cứ nhảy vào mồm người ta mà ngồi lên thế nào. Chuẩn bị tiền với phong bì cho bà con chưa? Có ba cái suất đến sau rồi có phát luôn đâu. Phát luôn không vướng. Phát luôn. Bà con uống nước đi. Bầu cho chồng tôi nhá. Vận động rồi bầu cử cho chồng em nhá. Này này, nạ nhỉ. Mà sao năm nay cái thôn mình nhiều người đứng ra tranh cử cái chức trưởng thôn thế nhỉ? À tôi nghĩ là chắc là mấy ông kia là không có tiền, thế nên là chả có ông nào chịu đứng ra tổ chức vận động cả. Ê, bác tích vận động tranh cử bằng phong bì và quà thế này ấy, thì cái chức trưởng thôn không vào tay bác thì vào tay ai? Đó, bà con nhé. Thôi dừng, vỗ thế đủ rồi. Thưa bà con, tôi rất cảm kích vì sự có mặt của bà con trong cái lễ vận động cử tri ngày hôm nay, và cho tôi gửi lời cảm ơn đặc biệt sâu sắc đến ông Nguyễn Đình Thực và đặc biệt là ông Hứa Công Sự đã tài trợ cho buổi vận động cử tri ngày hôm nay. Bây giờ các bác giải tán cho em ăn nào. Xong rồi, giải tán đi. Giải tán đi. Giải tán đi. Mình là đại gia là phải ăn to nói lớn chứ không việc gì phải nói bé cả, ông nghe rõ chưa? Nhá, mình là người có tiền. Úi giời ơi. Mình là người có tiền, ông hiểu chưa? Nhá, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi mới mua một chiếc máy bay, nhưng mà sắp tới tôi không chỉ mua một chiếc, mà đã là đại gia thì phải mua 500 chiếc, thậm chí là 500.000 chiếc để cho nhà sản xuất nó sợ. Và lương của ông nhá, lương của ông lúc ấy nó sẽ không phải là 100 triệu, mà nó là 500 tỷ, 5.000 tỷ một tháng, chấm hết. Ông đã sợ tôi chưa? Hả? Ông đã sợ tôi chưa? Được rồi. Anh chủ quán. Dạ, dạ, có em ạ. Hôm nay tao sẽ bao tất cả cái quán này. Dạ vâng ạ. Mày sập cửa quán lại cho tao nhá. Trong bất xuất, ngoại bất nhập. Hôm nay tao sẽ đập phá một trận bét tận là nhà luôn. Ông để tôi. Ôi trời. Dạ, ông để tôi. Dạ. Nghe. Ôi trời. Em xin hai đại ca ạ. Hai đại ca toàn là đại gia cả. Em xin đừng đập phá quán em. Đại gia ai đánh nhau ạ? Cái gì? Mình là người có tiền hay lại đánh nhau? Mày vớ vẩn. Tao nói đập phá bét tờ là nhà là đập phá cái này này nhá. Mày nhìn kỹ chưa? Đây là nhìn tiếp đây này. Đây, mày nhìn cho kỹ nhá. Này, này, ngạc nhiên chưa? Dạ vâng. Mày tránh ra, tránh ra. Ô, dạ không, em không hề có ý gì ạ. Em không có ý gì đâu. Ông này mà ông ấy rút tiếp ra ấy, là bây giờ sẽ xảy ra một vụ tai nạn tiền đè chết người, mày hiểu chưa? Dạ vâng, em hiểu ạ. Dạ vâng. Sao bà dơ thế? Bà có biết không, các bà dìm chúng tôi trong bể nhục bao nhiêu năm nay rồi nhá. Bây giờ tôi không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Bà biết không, bà có biết tôi là một đại gia, ở ngoài xã hội tôi cũng có địa vị ở trong xã hội hả? Dù ít dù nhiều thì tôi cũng là chi hội phó chi hội súc vật cảnh của tỉnh. Bà có hiểu không, mà ngày nào bà cũng chửi tôi như thế này thì làm sao mà tôi có thể ngóc đầu để phấn đấu lên trở thành chi hội trưởng được hả? Trời ơi, tôi không thể nào chịu nổi. Bà ký để trả lại tự do cho tôi nhá. Ký vào. Em tưởng bố ông đội cu thóc nói đùa ấy, nói thật à? Đùa cái gì? Em! Đời đại gia Văn Tích này đã nói là không bao giờ không làm cả. Bà có ký vào đây không? Bà mà không ký là tôi xé luôn ra. Tôi xé luôn cái tờ ly hôn này ra, và từ giây trở đi bà cấm không được xía vào công việc của tôi. Bà nhớ chưa? Nhá! Chấm hết. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.